bạn bè đồ bên đó mình nghe người ta một đồng mười là EGC là chủ mưu đúng không? Mình cảm giác như là cái lượng mà mỡ máu trong cơ thể của mình nó được giảm đi rất là nhiều. Chị bị cái cột sống ở đâu là do cái mỡ đó mà chị đâu có biết. Xuống được 12 kg, giảm cũng được 2,8 kg rồi đó. Xin chào các quý khách hàng đang theo dõi buổi livestream của Viện Thẩm mỹ Đông Bang. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một phần chia sẻ về hiệu quả của chị Tracy và chị Jennifer là Việt Kiều Mỹ. Chị là cũng đã sinh được 2 bé rồi. Và với cái thời lượng mà làm việc ở bên Mỹ thì nó cũng không có ổn định về chế độ ăn uống, cho nên là chị cũng càng ngày càng béo lên. Nay cũng được 7-8 năm rồi. Chị về chị trải nghiệm cái liệu trình này thì chị xuống được 12 kg. Đó, không biết chị Jennifer thì sao ha? Còn chị thì đi theo Jessie nè, dạ. Rồi giảm cũng được 12,8 kg rồi đó. Thì nói chung là bạn bè đồn bên đó mình nghe người ta một đồn 10 tiếng lành đồn xa, người ta cũng nói về là cái công nghệ bên đây rất là tốt, là công nghệ của Hàn Quốc nhưng mà có mặt tại Việt Nam. Thì nói chung chị về mình chị cũng không có tự tin, chị cũng muốn lũ bả về để mà làm với mình. Vậy là tính ra là chị Tracy là chủ mưu đúng không? Lũ đúng rồi. Nè, em giúp cho chị đẹp đó nha. Đó, cảm nhận của chị như thế nào? Chị thì cảm thấy là rất là an toàn khi làm thẩm mỹ ở thẩm mỹ viện Đông Mai. Không có cảm giác sợ, không, vì không có bị xâm lấn nè, không có đau đớn nè. Rồi nhân viên thì rất là nhiệt tình đó em. Có nhiều lúc đó, hả, khoảng 12 giờ khuya luôn. Rồi bị sổ mỡ đó, rồi chị lo lắng, rồi chị gọi điện thoại. Nhưng mà bên nhân viên của bên công ty em đó, tư vấn rất là nhiệt tình. Dạ, khoảng bao lâu là bắt đầu quá trình đào thải mỡ của mình diễn ra chị ha? Còn tầm khoảng 3-4 ngày vậy đó. Chị thì phải 1 tuần. Chắc là do cơ địa khác nhau á. Mình cảm giác như là cái lượng mà mỡ máu trong cơ thể của mình đó, nó được giảm đi rất là nhiều. Mình sẽ giảm được cái phần là mình dùng thuốc tây nữa. Dạ. Em biết không, lúc trước á là chị bị cái cột sống á đau là do cái mỡ đó mà chị đâu có biết. Nhưng mà sau khi mà giảm mỡ đó thì tự nhiên cái cột sống của mình nó giảm đau đi. Cái lúc trước á là nằm ở trên giường á, ngồi vậy là nó rất là đau, mà ngồi bây giờ là ngồi bật dậy luôn. Bây giờ chị mặc vẫn bộ đồ nè, cả chục năm về trước không dám mặc đó em. Dạ. Thích lắm. Sợ là tự tin rất là nhiều. Và cái đầm này, như cái đầm này là đã 5-6 năm nay là chị mới có thể mặc lại được. Ngày trước là mặc không được luôn. Chuyến này cũng muốn may thêm áo dài truyền thống của Việt Nam để mình mang về Mỹ, để có thể là có gợi nhớ được quê hương, mang quê hương đến nơi đất khách. Khi mà hai chị là chị Tracy và chị Jennifer nè, mình đã giảm béo thành công rồi, lấy lại vóc dáng rồi, thì em chúc hai chị là mình sẽ giữ được cái vóc dáng này của mình thật là lâu. Đặc biệt là công việc kinh doanh của mình nó sẽ ngày càng phát triển hơn nữa nha. Dạ, xin cảm ơn. Đồng bằng Fastload Booster, công nghệ giảm mỡ hiện đại bậc nhất thế giới. Bước 1, đo chỉ số body với hệ thống máy công nghệ cao. Bước 2, lên phác đồ huyệt đạo cá nhân hóa, phục hồi sự trao đổi chất ở 8 hệ cơ quan chức năng, tăng cường đốt calo dư thừa, giúp khí huyết lưu thông, cải thiện bệnh lý nền cũng như các bệnh lý do béo phì gây ra. Bước 3, thủy châm siêu vi bào Martin Duo, chống đích vùng mỡ thừa cần giảm. Bước 4, khuếch tán cực đại siêu vi bào Martin Duo đến các mô mỡ tập trung theo vùng cả ngày lẫn đêm, để ly giải mỡ thành carbon hydrate và chất lỏng đào thải ra khỏi cơ thể thông qua hệ bài tiết tự nhiên. Viện Thẩm mỹ Korea, 15 năm vững vàng vị thế, một trong những thương hiệu giảm béo top đầu châu Á, tự hào thực hiện hơn 150.000 ca thoát béo thành công, vinh dự trở thành thành viên thứ 73 trên toàn thế giới, chính thức sáp nhập vào siêu tập đoàn thẩm mỹ đa quốc gia Đồng bằng Medical Hàn Quốc và đổi tên thành Tập đoàn Giảm béo Đồng bằng Medical Hàn Quốc. 36 năm hình thành và phát triển, cùng sự dẫn dắt tài tình từ Chủ tịch Tập đoàn Kim Kyon-sik, Đồng bằng Medical đạt nhiều giải thưởng danh giá, công ty toàn cầu tốt nhất, sản phẩm và nhà sản xuất hàng đầu thế giới, các công trình nghiên cứu khoa học đạt giải Nobel, với 6 nhà máy dược mỹ phẩm khổng lồ trải dài trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc, hơn 200 giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học, hóa sinh học từ các bệnh viện và đại học y nghiên cứu cùng hàng ngàn nhân sự vận hành. Tập đoàn Giảm béo Đồng bằng Medical Hàn Quốc, tổng đài 1900 0361.